Bà đây là bà ngoại của cháu Hoàng Thư. Bà năm nay 62 tuổi. Bà ở nhà này là nhà thuê. 3-4 tháng nay đó nha, cũng khó khăn, không có làm ăn, cũng buôn bán. Giờ già rồi chăm sự mẹ nó mất, mẹ nó mất corona 19. Bây giờ chăm sự giờ nhà cậu. Cậu bảo trợ hết chứ giờ bà ngoại cũng già. Thì nhà mình thì đợt vừa rồi là có người không may bị nhiễm Covid-19 và qua đời là mẹ của Hoàng Thư. Dạ, mẹ của Hoàng Thư. Thì từ lúc và thời điểm mà nhà mình có cái chuyện buồn này nó xảy ra thì có nhận được cái sự động viên hay là sự quan tâm gì của chính quyền địa phương gì không ạ? Thì nói nghe cũng nhờ chú công an khu vực cũng lại đây cũng động viên, chứ cũng hỗ trợ gạo rồi cái nước mắm muối. Hoàng Thư ơi, cho chú hỏi con một chút xíu nha. Bây giờ không còn mẹ rồi, giờ chỉ còn có bà ngoại với là cậu thôi. Thì Hoàng Thư có thấy thương bà ngoại với cậu không? Hoàng Thư có muốn cảm giác là cố gắng học hơn không? Hoàng Thư kể cho chú nghe nha. Có. Dạ có ạ. Con thương bà ngoại như thế nào? Con kể cho chú nghe được không? Con nói cho chú nghe được không? Ngoại lắm. Con hai lắm luôn. Con hai lo cho con từ nhỏ tới lớn. Con hai lo cho con từ nhỏ tới lớn hả? Rồi mấy ngày hôm nay thì con có nhớ về mẹ không? Có hả? Rồi bây giờ ví dụ như mà mình có một cái điều ước này, gần tới Trung Thu rồi nè, mình có một cái điều ước á, thì Hoàng Thư ước cái gì? Ước cái đường đề, đường đề như là bánh Trung Thu. Thì Hoàng Thư đừng em là như một ngày em đều bị F0 hết. Thì có mẹ bé nó không may. Mẹ bé bị mất đi, mẹ của bé Hoàng Thư, mẹ bé tên là Trần Thị Hoàng Ngân, sinh năm 1994. Còn em với mẹ thì em với bà ngoại thì may mắn vượt qua được. Bé nó cũng khó khăn lắm anh, là lúc mà ba mẹ bé khi quen nhau á, thì khi mẹ bé có thai bé thì ba với mẹ bé chia tay. Ba với mẹ bé chia tay thì khi bé được sinh ra là bé ở cùng với em với bà ngoại với mẹ bé. Tức là bé cũng bị, nói chung bé bị thiếu tình thương của người cha vậy đó. Bé nó khóc nhiều lắm anh, nhưng mà nói chung bé nó cũng hiểu chuyện, bé nó cũng rất là ngoan. Thì khi mà được em với bà ngoại giải thích cái phân tích chuyện ra cho bé nghe thì bé nó cũng, tức là nó cũng buồn nhưng mà nó không khóc nữa. Nó ở lại nhà với bà hai với bà ngoại. Có chương trình đang hỗ trợ đó thì mỗi năm là 3 triệu cho một cháu. Cái gì để em nắm tên của bé này với địa chỉ và giấy gì em sẽ chuyển.